Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục em quay chi tiết về con Âm Ly 2000 ba la mã cho anh Hiền ở Hải Phòng nhé. Thì cái con hai con 2000 ba la mã nó đều về Hải Phòng hết nha. Cái con 14 triệu 500 thì cho anh Huy, còn con 15 triệu này cho anh Hiền đây nha. Rồi, số của series của anh Hiền này nhá, 1235. Đây, máy em vệ sinh nè. Con nào cũng đẹp hết nè. Đó. Nè, trắng phếu luôn nè, còn rất đẹp luôn nha. Mặt mũi con này thì không có gì, chỉ có quan tâm đây ruột nè, dàn ghế luôn nha. Đó, rất đẹp ha. Thì em quay xong em sẽ ráp lại và test cái hoạt động xong đóng gói để đấy đó cho bác nha, tới thứ hai mới gửi hàng nha. Rất đẹp nha. Đó, tuyệt đẹp luôn. Mặt mũi em này thì rất đẹp rồi, không có gì đâu bà, đây nha. Đó, rất là ok. Đó, nắp lưng còn nguyên hiện, không bị cấn mớp gì hết nha. Đó. Hiện tại thì hôm nay thì bốn con, hôm qua em có bốn con 2000, tổng cộng là ba con 2000, hai con ba la mã và con 2000 AE, và con 2000 hai la mã thì cũng đã có chủ hết nha. Đó, cả chủ hết rồi. Đó, rất đẹp. Rồi, em sẽ ráp lại và test âm nha cho bác luôn nha. À, test hoạt động trước khi đóng gói luôn nha. Rồi, em test luôn hoạt động nha, trước khi đóng gói gửi cho bác. Thì ruột gan hoạt động thì máy đâu hoạt động ok này. Trái nè, phải nè, xuống bát này, lên bát này, chép cũng vậy ha. Rồi, riêng con này chúng ta nhấn cái nút sụt đây rest giờ thì sẽ không chỉnh được bát chép nha. Đó, nó có đơn giản như vậy thôi. Chỉ cổng nè, chỉ cổng là nó phải nín thôi ha. Đó, lên bát nha. Em ghép với cặp boss 301 series 4 thôi nhá, 301 series 4 thôi. Thì này em đang test ở dưới phòng dưới, test hoạt động trước khi đóng luôn, chứ không có thời gian mang lên nha. Đó, ok hết rồi các bác nha. Hôm nay em không có lót sàn, test ở dưới hôm nay không có lót. Ốc hát này còn rất mới luôn nè. Đó, thấy không? Nó rất đẹp nha bác nha. Con S12 thì cũng có chủ rồi. Đó. Ở đây thì em chỉ còn 1.500R, 1.500R hai la mã nhé, 1.500 AE, nói chung 1.500 thì em còn nhiều. Đây, cho lên chi tiết cho các bác nha, 2.000 thì em hết nha. Rồi thì cũng chỉ có vậy thôi, không có gì em làm cũng nhanh lẹ nha. Để còn làm việc khác nha cho các bác nữa, phải đóng tết đồ vệ sinh, đóng đồ rất là nhiều nha. Đây làm cái một mớ đây nè, đang để sẵn chờ bưu điện qua lấy đây. Đó, rồi thì tới đây xin kết thúc nha, xin cảm ơn anh em và các bác nha.